Anh qua trạm xá, thấy mấy chị bảo hôm nay em nghỉ làm. Em làm sao đấy? Em mệt. Em không sao chứ? Để anh mua thuốc cho em nhá. Không, em không sao đâu, anh đừng lo. À, mẹ đâu? À, hôm qua anh có sang đây, nhưng chỉ gặp mẹ. Mẹ bảo là em ngủ rồi. Kể từ khi về đây, lần đầu tiên anh thấy mẹ ngủ lại với em đấy. Thế không định mời anh vào nhà à? Anh trêu. Anh phải lên ủy ban họp bây giờ. Chưa em muốn ăn gì, để anh mang qua. Em tự lo được mà. Anh bận cứ đi trước đi. Này, có gì phải nói ngay với anh đấy. Cũng rất may hai cậu đã tăng cường về kịp thời. Và tôi nói trước nhá, từ giờ đến cuối năm công việc bận bù đầu đấy. Nên là cậu nào mà có người yêu người đương gì thì xác định nhá. Thế hai cậu, cậu nào có người yêu chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa. Tốt, nhưng mà cũng hơi buồn. Mà không sao, cái hồi mới về đây anh Đông và anh Nam cũng thế, nhưng bây giờ thì phấn khởi rồi. Một tay tôi lo cả mà. À anh ơi, anh Đông hôm nay xuống địa bàn rồi ạ? Ừ, sao thế? À không, em chỉ muốn xin anh ấy một ít kinh nghiệm. Trước khi về đây, em có nghe mấy anh trên huyện nói chuyện. Từ khi anh Đông xuống dưới cơ sở, anh ấy được phát quạt đấy. Mà em cũng nghe bảo là xuống Tân Xuân công tác, kiểu gì cũng lấy được vợ đúng không anh? Đương nhiên. Mà tôi nói hai cậu nghe nhé. Trong thời gian ở đây, tôi đã kịp có một đề tài nghiên cứu. Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ nói cho mà nghe. Thế anh Hoàng đã có người yêu chưa ạ? Anh biết, anh hiểu. Anh xin hứa với chú là lập tức sẽ có biện pháp mạnh với thằng ôn vật đấy. Tôi nói cho bác biết, chỉ cần một cái đơn kiện, thằng Tiến có thể lĩnh từ 2 đến 7 năm là chuyện bình thường. Chú cũng bỏ qua cho thằng cháu ngu dại của chú đi. Tôi có mình nó thôi chú ạ. Đến giờ phút này bác vẫn bênh cái thằng mất dạy được. Nếu còn chuyện gì xảy ra, không chỉ mình thằng Tiến mà ngay cả bác, tôi cũng không bao che được đâu. Tôi hiểu, tôi sẽ dạy bảo cháu. Không phải là dạy, mà là ra lệnh. Nếu cần, để tôi đưa nó vào miền Nam lao động, chứ để bà vợ bác ôm ấp vỗ về, rồi hỏng con, mất hết đấy.